truyền thống Việt Nam từ ngàn xưa, vốn coi đạo hiếu là lửa thiêng un đúc tinh thần gia tộc. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời nhắc nhở ấy đã thành kinh nhật tụng khắc ghi trong lòng mỗi người. Mà xét cho cùng, ai không cư xử tốt với cha mẹ là người sinh ra mình, thì trông mong gì kẻ đó sẽ đối xử tốt với tha nhân. Xử bạc với mẹ cha mà tốt với người ngoài thì chắc chỉ là để cầu lợi mà thôi. Cổ nhân ta quan niệm như thế, cho nên những bậc hiếu tử không một ngày sao nhãng việc phụng dưỡng cha mẹ. Có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vun trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Chẳng có cha mẹ nào sống mãi với con, cho nên ngày nào còn mẹ cha bên cạnh, ta hãy tự nhủ đừng quên bổn phận làm con. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ bạc nghĩa mà lâu lâu ta vẫn gặp trong cuộc đời. Nó khác hẳn những bậc hiếu tử lúc nào cũng tâm niệm mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Yeah.
của lao thiện đình con bình đẳng bổ huệ thành con tôn ngang vừa mai nhớ Thank you.
thời gian được thọ thân thông thân tuế, thì ai là vũ quý màu đen lùng nguyên thập nhị nhật thời màn chúng đề quỷ chúng
Hướng
linh thần tê người thần thì mình pháp danh dùng đi vô lượng.